đông như em, vỏ màu đông này. Màu đông à? HP nếu mà HP nếu mà vỏ nếu mà đẳng cấp từ NV đổ lên thì nó là vỏ nhôm nhá. Còn nếu mà Pavilion đổ xuống đến không có cái kia gì, nó chỉ ghi HP 145 thôi thì nó là vỏ nhựa giả nhôm. Không, cái này nó là nếu mà là NV phải có cái chiếc NV đổ lên. NV đấy. Ờ NV thì nó bắt đầu lấy thì nó mình cứ lên ngưỡng trên 20 triệu đúng không? Ừ. Đấy, 20 triệu. Thì lấy đâu ra mình cái giá 15 triệu mà mình yêu cầu bằng cái 15 triệu, 10, 20 triệu được. Nên cái đẳng cấp của nó thì này cuối thùng con 72 70. Con này coi i5, con này còn một chiếc. Bán xong bỏ xuống hết thì 72 70 còn một chiếc đã cùi rồi. Đây này. Cùi rồi con này. Con này là coi i7. Con này đã cùi rồi, còn một chiếc. Coi i7 còn một chiếc, để ở đây còn coi i5. Cùi này mới khác cái kia thì khác nhau cái gì? Đây chứng minh đấy là chưa ai động chạm gì vào, cái này là đeo động chạm thì ví dụ chắc nữa mình đóng lại thì cũng thế, bọn em là sẽ bên không cần niềm tin, thế mình có bài video up lên để công khai. Công khai chứ không che giấu gì cả, chủ niềm tin đây này. Thứ nhất là anh chứng minh cái băng dính này thì chưa bị rạch đúng không? Dính thì từ từ đã, cái băng dính thì chưa bị rạch đúng không? Đấy thì cái băng dính này là băng dính của đeo nó là anh lần đầu anh đi mua thì anh không thể biết được, nhưng mà đây là quay video lưu vĩnh viễn luôn. Còn một con khác người ta nhập về thì người ta so sánh con này. Nếu mà mình sai thì người ta sẽ biết luôn. Đúng không? Thế giờ cái này thì bây giờ là nếu mà so máy với cả so cái ấy trên này thì thông số trên này thì là đây, đây thông số đây. Tại sao ra được cố định là số này? Số này đeo nó in. Đây cái số Vitas có 7 số đây này. Tính ra được cố định. Tí nữa mình sẽ so với đít máy, bây giờ trong bài ốt của máy. Số ngoài thùng, đây là số ngoài thùng. Ép đâu cái ổ cứng đâu. Cái FF này, cái này phải tra trên mạng mới ra được. À chứ nó không có trên này luôn à? Không, thông từ cái số này mình tra trên mạng của đeo thì sẽ ra được cấu hình của máy. À thế mới nó chuẩn. Ok. Anh cứ khui ra rồi mình nhận xong. Chứ con cái là khui là bắt buộc phải lấy đi hả? Nếu mà nó lỗi thì là không lấy, còn nếu nó không lỗi thì là ta lấy. Kiểu dạng nó hình thức nó từ cái con kia thằng mẫu trở lên là từ khi nó lỗi nó bật không lên hoặc nó lỗi nó nặng quá thôi. Cái số này, anh xem cái số sơ ghi tác này, nó trùng với số ngoài thùng không? 7 số đây này. Đây là một số này.
này cũng này, cái tên này, ừ. Cái số này, vào vào máy út của máy. Pin này nó được mấy tiếng anh? Nó chỉ báo tình trạng là pin dạng tốt ở trên máy út thôi, còn ông dùng chắc là khoảng 4 tiếng, 3-4 tiếng. Mà hình con này là ok. Đây, đây trong máy út nó FF này, 9BZF2 này, ừ. Đúng chưa? Đấy, battery information nó chỉ báo thôi. Theo của nó là excellent này, ừ. Đấy nó chỉ báo thế thôi, còn đâu mình dùng bao nhiêu thì nó trạng thái này trạng thái tốt nhất, em battery mình bán. Em xem cái loại ấy thế nào, xem cái ổ cứng thế nào. Ổ cứng, ổ cứng về với bung pin vào. Thông số cái ổ cứng thế nào? Thông số cái này nó, với bung pin vào thì ổ cứng nó lại bung pin vào thì biết. Cái này nó chỉ có cái mã ở ngoài máy thôi, thì bung pin vào mình đọc được thông số. Mình để qua này tắt video. Dùng bung pin máy. Cái này còn một chiếc. Cái này phải có con chuột trước nhé. Rồi, cảm ơn.